Chào mừng các em đến với kênh Thầy Lim. Trong bài giảng hôm nay, Thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 4, trang 50. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Lim, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Lim để Thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay, hai đường hạng vuông góc nha. Bài học hôm nay mình sẽ học về hai đường hạng vuông góc nha. Trước hết là mình sẽ có hình chữ nhật ABCD. Nếu mình kéo dài hai cạnh BC, kéo dài BC về hai phía nha, và DC cũng kéo dài về hai phía khi mà của hình chữ nhật ABCD, thì ta được hai đường hạng vuông góc nha. Đó là đường hạng BC sẽ vuông góc với đường hạng DC tại đỉnh C nha. Tiếp theo, hai đường hạng, mình có hai đường hạng OM và ON vuông góc với nhau. Mình kê thước EK vô đúng là góc vuông nha. Mình thấy là hai đường hạng OM và ON vuông góc với nhau sẽ tạo thành bốn góc vuông, đúng không? Đây là một góc nè. Đây, dưới đây là góc thứ hai, đây là góc thứ ba, đây là góc tư. Như vậy là hai đường hạng vuông góc với nhau thì sẽ tạo thành bốn góc vuông có chung một đỉnh, đúng không? Hai đường hạng OM và ON vuông góc với nhau tạo thành bốn góc vuông có chung đỉnh O nha. Rồi, ta thường dùng thước EK để kiểm tra và vẽ hai đường hạng, dùng để kiểm tra hoặc là vẽ hai đường hạng vuông góc với nhau, đúng không? Giờ như vậy mình xong phần lý thuyết, mình sẽ qua tiếp phần bài tập luôn nha. Giờ mình sẽ qua tiếp phần bài tập câu số 1. Dùng thước EK để kiểm tra hai đường hạng có vuông góc với nhau hay không. Giờ thầy sẽ làm câu số 1 luôn nhé. Như vậy là câu E mình thấy là đường hạng, hai đường hạng là IH và IK. Mà nếu mình kê cái thước EK vô mình kiểm tra thì chỗ này chính là góc vuông, đúng không? Có nghĩa là hai đường hạng này vuông góc với nhau. Nên mình kết luận là hai đường hạng IH và IK vuông góc với nhau nhé. Giờ tiếp theo câu B, mình sẽ kiểm tra xem hai đường hẳn MP và MQ có vuông góc hay không. Thì mình kê thước EK vô thì thước EK nó sẽ nằm chèn vô ngoài đây, đúng không? Góc này là góc nhọn, còn góc bên đây là góc tròn, như vậy không có góc nào vuông hết. Nên mình kết luận là hai đường hẳn MP và MQ không vuông góc với nhau nhé. Như vậy là câu 1 thì mình thấy là hai đường hẳn IK và IH vuông góc với nhau, còn MP và MQ sẽ là không vuông góc với nhau nhé. Mình sẽ qua tiếp tục số 2 luôn nhé. Giờ câu số 2 cho hình chữ nhật ABCD. ABCD mình sẽ thấy là cạnh AB và BC là một cặp cạnh vuông góc nha. Vuông góc tại đỉnh B, đúng không? Bây giờ hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật đó. Ý như mình thấy là hình chữ nhật này sẽ có bốn góc vuông: góc đỉnh A, góc đỉnh B, góc đỉnh C và góc đỉnh D. Bây giờ mình sẽ nêu từng cặp cạnh vuông góc nha. Giờ mình trả lời câu số 2 nha. Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật ABCD chính là AB và BC nha. AB và BC là cặp cạnh vuông góc với nhau, đúng không này? Đây, AB, BC là cặp cạnh vuông góc nha. Tiếp theo là BC và DC cũng là một cặp cạnh vuông góc với nhau luôn nha, đúng không này? Giờ tiếp theo là CD và AD cũng là một cặp cạnh vuông góc nha, vuông góc tại đỉnh D, đúng không nào? Và cuối cùng là DE và PE sẽ cũng là một cặp cạnh vuông góc với nhau và vuông góc tại đỉnh A, đúng không nào? Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nhé. Câu số 2 này có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn. Giờ câu số 3 dùng thước EK để kiểm tra góc vuông do Newton cặp đoạn hạng vuông góc với nhau trong mọi hình. Rồi như vậy, câu số 3 mình sẽ dùng thước EK để mình kiểm tra cái hình A trước xem có những góc nào là góc vuông. Rồi sau đó mình sẽ kể tên từng cặp cả đoạn hạng vuông góc với nhau. Kể tên từng cặp đoạn hạng vuông góc nha, chứ không có kể tên cái góc vuông, đúng này. Giờ như vậy là câu E thì mình dùng thước EK mình kiểm tra, mình thấy là góc E này là vuông này. Ở đây là góc D sẽ là vuông, đúng không? Như vậy góc E vuông thì có nghĩa là góc đỉnh E là góc vuông, nên
EA và ED là cặp cạnh, là cặp đồng hàm vuông góc với nhau nhé, đúng không? Góc E đến E là góc vuông, nên EA và ED là cặp đồng hàm vuông góc với nhau. Giờ kiểm tra thì mình thấy góc D, góc đỉnh D cũng là góc vuông, nên là ED và CD sẽ là cặp đồng vuông góc với nhau, đúng không? DE và DC sẽ là cặp đồng hàm vuông góc với nhau. Giờ tiếp theo câu B, mình dùng thước kem kiểm tra thì góc tại đỉnh N này cũng là góc vuông. Nên mình trả lời sẽ là góc đỉnh N là góc vuông, nên MN, MN và NP là cặp đoạn hàm vuông góc với nhau nhé. Tiếp theo mình kiểm tra thì mình thấy góc P ở này cũng là góc vuông, nên mình trả lời là góc đỉnh P là góc vuông, nên PN và PQ là cặp đoạn hàm vuông góc với nhau nhé. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha. Câu số 3 có em nào có kết quả giống như vậy để lại bình luận phía dưới video cho hai các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 4 luôn nha. Giờ câu số 4 cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là góc vuông. Đây, mình có tứ giác ABCD, mình thấy góc đỉnh A và góc đỉnh D sẽ là góc vuông nha. Người ta kêu, công an người ta kêu mình hãy nêu từng cặp cạnh vuông góc với nha. Như vậy là thầy sẽ trả lời câu số, thầy sẽ làm câu số 4 nha. Như vậy là góc, đây là đỉnh A là góc vuông, thì chắc chắn là AP qua AD sẽ là vuông, là cặp cạnh vuông góc với nhau nha. Như vậy công an mình trả lời AD và AB sẽ là cặp cạnh vuông góc với nha. Giờ tiếp theo là góc D là góc vuông, có nghĩa là AD và CD sẽ là cặp cạnh vuông góc với nhau nhé. Trả lời là AD và DC là cặp cạnh vuông góc nhé. Câu B thì người ta kêu mình hãy nêu tên từng cặp cạnh cách nhau mà không vuông góc với nhau. Như vậy mình thấy là AP và BC cách nhau tại đỉnh B nhưng mà không vuông góc với nhau, đúng không nào? Như mình trả lời là AB và BC khác nhau mà không vuông góc với nhau. Giờ tiếp theo là tại đỉnh C này, mình thấy là BC và DC khác nhau tại đỉnh C nhưng mà không vuông góc với nhau. Góc này không phải góc vuông, đúng không? Như mình trả lời là BC và CD khác nhau mà không vuông góc với nhau nhé. Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay nhé. Nếu các em thấy bài giảng dễ hiểu bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem, và em nào chưa đăng ký kênh thì liên bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.